Tham gia sự kiện Funnel Day lần thứ tư, gian hàng dầu tràm con yêu đã thu hút đông đảo khách hàng tham quan trải nghiệm sản phẩm. Sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng, ứng dụng công nghệ cao, kết hợp với công thức cổ truyền trong việc chiết xuất dầu tràm, có nguồn gốc từ 100% cây tràm gió, có công dụng giữ ấm cơ thể cho bé, kháng khuẩn hiệu quả, phòng cảm lạnh, ho, sổ mũi, kích thích lông đờm, xoa tan các vết cắn do côn trùng đốt và chống say tàu xe, mát xa đầu nhức cho người già, xông phòng, xông hơi. Đặc biệt, sản phẩm không sử dụng hóa chất nên an toàn cho người sử dụng, nhất là đối với trẻ nhỏ và người cao tuổi. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Gia Quốc, dầu tràm do đơn vị sản xuất từ cây tràm gió Quảng Trị nổi danh là sản phẩm chuyên dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sản phẩm rất thân thiện với làn da, không gây kích ứng. Sau nhiều năm có mặt trên thị trường, dầu tràm con yêu đã khẳng định được vị thế của mình và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Hiện tại, sản phẩm đang được phân phối tại nhiều hệ thống nhà thuốc, siêu thị, trang thương mại điện tử như Cốc Mắc, Pharmacity, Tiki, v.v.